nước sạch, huyện nhà phải chú ý phát triển. Thì bởi vì tôi thực thể là về cách đây mấy năm ở đồng hương học của tôi Bến Tre, tôi cũng có đề nghị về cái phát triển nước sạch này. Thì mà tôi thấy huyện chú ý phát triển, nhưng tôi nghĩ là cái nước sạch rất là tốt đẹp, rất là có hữu ích, nhưng mà không phải ai cũng xài đâu, nhất là bà con mình tìm hữu ích. Mà làm giờ họ có thói quen ở những nước ao và thầy cũng thấy chẳng có sao. Thì tôi nghĩ là y tế cộng đồng và cái vệ sinh phòng dịch nên tuyên truyền thêm nữa để bà con đăng ký xài, nếu nghiên cứu được thì phát triển thêm nữa để cho bà con có nước sạch xài, vừa được tham quan nước sạch và nước ngọt. Nước ngọt trong mình cũng thiếu lắm. Đi vào cái chuyện chính thì cái mục đích của tôi có hai mục đích. Mục đích thứ nhất là để bà con mình hương của mình ở mình hương của mình mà sống ở trên thành phố này và lên cận tham khảo để tài để chồng ở nhà chúng tôi xem. Đây là một cái điều mà chúng tôi sẽ cố gắng và nói gương học tập làm theo các đồng chí. Thì thưa các anh chị, là hôm rồi thì ban liên lạc đồng hương Bến Tre thì đồng tôn thì tại Bến Tre tại Hồ Chí Minh thì có họp và đánh giá lại một năm hoạt động của hội đồng hương đồng tôn tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì thấy rằng là mặc dù chúng ta có nhiều nỗ lực, có cái cũng có một số đóng góp tích cực cho quê hương của mình, tuy nhiên thì cái sự đóng góp đó là chưa được nhiều, chưa khai thác hết tất cả những cái tiềm năng có được về tri thức cũng như là vật chất của con em đồng trôn tại thành phố Hồ Chí Minh. Và chúng tôi muốn rằng là thời gian tới mình phải nỗ lực làm như thế nào đó, không phải chỉ có đóng góp bằng vật chất không, mà còn phải tiến tới đóng góp cả cái trí tuệ nữa. Bởi lẽ là cái mảnh đất của đồng trôn mình đó là sản sinh ra rất nhiều người hiện tại. Các chỉ là từng rồi hiện nay đang là